Cao Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Cao Tùng Vlog đang có mặt tại bãi tắm Vũng Tàu, bãi tắm Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thời điểm này thì rất là nhiều bà con cô bác cũng như là các bạn trẻ đến đây để tắm nè. Rồi hôm nay không khí ở bãi tắm Vũng Tàu rất là đông nha. Bà con đi rất là đông luôn. Mình phía trước thì mình nhìn thấy xe rất là nhiều. Giờ này mình ra bãi tắm nè. Rồi bà con đi quá đông luôn. Thì bạn nào chưa bấm đăng ký kênh của Cao Tùng Vlog thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn ngắm ra bãi biển nha.
mình có quay bãi tắm Vũng Tàu rồi, nên giờ này thì mình trở lại Vũng Tàu để cập nhật tình hình hiện tại ở bãi tắm Vũng Tàu cũng như là xem không khí có náo nhiệt hay không nha. Khu vực, những cái khu vực mà các bạn tắm nè, rất là nhiều cái dịch vụ cho thuê nha, trong đó có thuê dù nè, rồi những cái taxi để tắm nữa nè, rất là nhiều luôn. Giờ này tầm khoảng 3-4 giờ chiều đó mà còn rất là đông bà con tắm luôn. Hiện giờ thì mình đang ở bãi trước của bãi tắm Bà Rịa Vũng Tàu nha. Giờ này thì tập trung rất là đông bà con tắm luôn nè. Thời điểm này thì cũng gần nghỉ hè rồi, nên hôm nay là chủ nhật thì cái lượng người đổ xô ra bãi tắm thì rất là đông luôn. Thank you.
Lifestyle thì ngoài dịch vụ phục vụ tắm biển thì có rất là nhiều dịch vụ ăn uống nè, cũng như giải trí ở Vũng Tàu, đặc biệt là ở khu hải sản chợ đêm thì diễn ra rất là nhiều cái hoạt động. Đến đây thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video đây nha. Chúc cả nhà xem clip thật là vui và nhớ để lại một bình luận, một đăng ký kênh để ủng hộ cho Cao Tùng Vlog, và nhớ đón xem những video tiếp theo. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.